Thầy không biết trong Phật giáo có khái niệm chánh dâm không? Vì có lần con nghe một anh nói về vợ chồng hành dâm thì gọi là chánh dâm, con suy nghĩ thấy nó không hợp lý. Thêm nữa, con suy luận vợ chồng mà bừa bãi với nhau, còn có người họ chưa kết hôn nhưng họ có kiểm soát vững hơn. À, giờ lại nói vợ chồng là chánh dâm, con thấy khó hiểu, nhờ thầy giải thích giùm. Đó là cái kẹt của cái người mà họ không có tiếp xúc được với chánh kinh ấy. Rồi chúng ta tha hồ chúng ta suy diễn. Trong kinh Tạng chỉ có nói một điều, đó là một cái điều mà người cư sĩ họ nên làm, đó tức là chỉ vừa lòng với vợ của mình. Tức là biết đủ, biết vừa lòng với vợ của mình, hoặc là chỉ gọi là chỉ dùng cái từ vui vẻ thì nó kỳ quá. Tức là chỉ có vợ mình thôi. Đấy. Thì bản thân điều đó nó cũng là cái điều lành đối với người cư sĩ tại gia. Chứ bản thân trong kinh Tạng thì không có chỗ nào nói là chánh dâm hết trơn. Đấy. Mà Đức Phật gọi cái đó là cái gọi là cái phi phạm hạnh. Phi phạm. Cho nên là ngay cả cái chuyện vợ chồng đấy thì trong kinh cũng chỉ đề cập đến một từ, đó là chỉ biết vừa lòng, hài lòng vừa đủ với vợ của mình thôi, chứ không nghĩ đến người khác ngoài vợ, ngoài chồng của mình. Thì bản thân đó là điều nên nên đối với cư sĩ tại gia. À, chứ Đức Phật không nói cái chuyện hành dâm đó là nên. Nhớ như vậy. Còn cái chuyện mà các dục của vợ chồng nói như thế này, quý vị. Cái dục của chúng sanh thời nay nó nhiều, nó nghiêm trọng hơn thời xưa rất là nhiều. Quý vị biết là trong vào thời Đức Phật ấy, cái này là một vị trưởng lão nói sư mới biết, tại vì vị trưởng lão này nghiên cứu Pali rất là sâu, và phải nói là hiện tại bây giờ đó, hiện tại bây giờ Phật giáo Việt Nam ấy, cái người mà có quyền lên tiếng mà giỏi Pali nhất ấy, là nếu như mà không kể vị này thì không biết kể tới vị nào. Đây, tức là cái vị này rất là giỏi. Và thuộc dạng là cây đa cây đề trong cái làng là Pali Việt Nam. Vị này nói như thế này, theo sự nghiên cứu của vị này đấy. Cái sự hành dâm á, thời xưa đó, nhất là của giai cấp Bà La Môn, nó sang hơn chúng ta, nó sang hơn bây giờ rất là nhiều. Bởi vì sao? Họ nói rằng ấy, ngay cả con bò đó, một tháng thì nó chỉ gần gũi con bò đực, nó chỉ gần gũi con bò cái chỉ chừng có một hai lần thôi vào cái ngày cố định. Mà nếu như con người á mà hơn cái số lần đó thì còn không bằng con thú. Cho nên là các cái vị Bà La Môn thời xưa đó, họ rất là kiểm soát ngay cả với vợ nhà. Quý vị biết là Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn họ vẫn lấy vợ, nhưng mà ngay trong chính cái chuyện mà hành dâm họ cũng có sự kiểm soát, chứ không phải như mình mà mình bừa bãi tin thưa là một ngày không biết bao nhiêu cử, nhất là vợ chồng son nó một ngày biết bao nhiêu cử thì mới thỏa mãn. Nhưng mà cho nên quý vị nên tham khảo cái câu nói này, cái quan điểm này của Bà La Môn thời xưa, để chúng ta biết là cái ngay cả cái chuyện mà hành dâm vào thời xưa nó cũng có cái sự tiết chế, có sự tiết chế chứ không phải là vô tội vạ như mình.